Sáng sớm mới mở cửa hàng hoa, một người đàn ông chạy chiếc xe cúp cũ kỹ, phía sau cột theo một bao đồ nghề, đựng lình kình đồ phụ hồ. Ngập ngừng vài giây, chú rụt rè: "Bán cho tôi một bó hoa nhỏ thôi, ít bông cũng được." Mình hỏi lại: "Chú tặng hoa cho nam hay nữ để con lựa kiểu gói cho phù hợp?" Chú thật thà: "Vợ tôi bị ung thư giai đoạn cuối, nay ra viện. Tôi mua bó hoa tặng vợ. Lấy nhau mấy chục năm, tôi chưa bao giờ mua hoa tặng bà." Trong giọng nói của chú có gì đó chua chát, nghẹn ngào. Mình gói cho chú một bó hoa hồng đỏ đầy đặn, lựa những bông to đẹp nhất. Chú nhìn thấy hoa, ánh mắt lo lắng hỏi lại: "Bao nhiêu tiền vậy cô?" "Của chú 100.000. Chỉ khi nghe giá, gương mặt chú mới giãn ra. Người đàn ông nhỏ thó ôm chặt bó hoa vào lòng, luôn miệng cảm ơn. Có lẽ sáng nay, ở một bệnh viện nào đó, có một người phụ nữ được một lần trong đời nhận bó hoa từ người bạn đời với niềm hạnh phúc vô bờ, dù cuộc sống của cô đang ngắn lại.